Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ, cứu cả hầu phủ, của tác giả Tần Cửu Nguyệt. Tập 36. Chương 351, trở lại một lần nữa. Dường như Phó Yến Đình không xem bộ phim mà mình đã diễn, anh biến mất liên tiếp 3-4 ngày. Lúc Trừ Trần Âm chuẩn bị gọi điện thoại tìm anh thì anh đã ngồi trên máy bay bay tới tầng cao nhất. Trừ Trần Âm nghe thấy tiếng ầm ầm nên mới vội vàng chạy lên tầng cao nhất. Trông thấy Phó Yến Đình bước đi từ trên phi cơ xuống, cuối cùng cô cũng đã hiểu cái gì gọi là nói được thì làm được. Lời nói của anh không có một câu nào là nói dối. Trừ Trần Âm xấu hổ. Đúng lúc này đột nhiên bên tai cô truyền đến âm thanh leng keng, cô lập tức cứng đờ tại chỗ. Điều này còn khiến cô ngạc nhiên hơn cả việc trông thấy một chiếc máy bay dừng trên tầng cao nhất nhà mình. Trừ Trần Âm lập tức che lỗ tai lại lui về phía sau một bước, thế nhưng âm thanh đó vẫn cứ tiếp tục vang lên. Thời gian không gian ngủ đông kết thúc, cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn Phó Yến Đình phía trước mặt. Phó Yến Đình còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh còn tưởng cô bị dọa sợ trước sự xuất hiện đột ngột của chiếc máy bay. Trần Âm, nàng đừng sợ, ta. Anh còn chưa nói xong thì Trừ Trần Âm đã lập tức kéo anh chạy xuống dưới lầu. Cô gần như chạy bằng tốc độ nhanh như bay mà dẫn theo Phó Yến Đình đi vào tầng 2. Mẫu thân, Tiểu Vân Châu bày ra vẻ mặt khó hiểu. Trừ Trần Âm lập tức tiến đến ôm lấy cậu bé, cùng lúc đó Tiểu Ngô cũng đi vào lầu 2. Chỉ trong nháy mắt, một ánh sáng chói lọi chợt lóe lên. Mặt đất rung chuyển, Trừ Trần Âm cảm giác đầu óc choáng váng. Vào khoảnh khắc đang mơ mơ màng màng thì cô cảm giác có người đang ôm chặt lấy mình. Sự rung chuyển càng lúc càng trở nên dữ dội hơn, cô dần dần mất đi ý thức. Đợi tới khi Trừ Trần Âm lại lần nữa mở mắt ra thì mới phát hiện mình đã đi đến một hoang mạc. Cô nhận ra nơi này, đây chính là nơi mà lần trước bọn họ bị cuốn vào bãi bão cát. Yến Đình, Vân Châu, Tiểu Ngô. Trừ Trần Âm vội vàng đứng lên hô to khắp nơi, tiếng hét của cô rất lớn. Thậm chí tại nơi hoang mạc không người vẫn có thể nghe được tiếng vang của cô. Cô tập trung sải bước đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa tiếp tục kêu, Yến Đình, Vân Châu, Tiểu Ngô. Tiếng gọi của cô lần lượt vang vọng. Đột nhiên một người thò đầu từ trong bãi bão cát ra kêu, phu nhân, là ta ở đây. Trừ Trần Âm vội vàng đi tới trước mặt cậu ta nhưng chỉ thấy có một mình Tiểu Ngô. Tiểu Ngô choáng váng đầu óc, cậu ta nhìn Trừ Trần Âm nhưng đã sớm không phân biệt ra được đây là cảnh trong mơ hay là sự thật. Trừ Trần Âm dùng sức túm chặt cậu ta, tướng quân đâu? Vẻ mặt Tiểu Ngô thất thần lúng túng nhìn quanh bốn phía nói, không phải tướng quân vẫn đang ở cùng chúng ta sao? Trừ Trần Âm nhăn mày lại, trên mặt lộ ra vẻ nôn nóng, cô lại vội vàng tìm kiếm phía trước mấy lần. Sau khi Tiểu Ngô hoàn hồn cũng lập tức đuổi theo cô. Đúng lúc này ở cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới. Trên xe ngựa có một người ngồi. Người này cũng nhìn thấy Trừ Trần Âm. Tẩu tẩu. Một tiếng hét lớn vang lên, thân thể Trừ Trần Âm khẽ rùng mình, cô lập tức dừng chân. Là Phó Giang Hoàng, tam muội của nàng. Phó Giang Hoàng nhảy từ trên ngựa xuống, gần như chạy như bay lại đây. Nàng ấy ôm chặt lấy Trừ Trần Âm, vừa khóc nức nở bên tai nàng vừa nói, tẩu tẩu, thật sự là tẩu rồi, tẩu tẩu. Trừ Trần Âm cũng chậm rãi vươn tay ôm chặt nàng ấy. Khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều sẽ mơ thấy Giang Hoàng nằm trên vũng máu khó sinh mà chết. Hiện giờ có thể nhìn thấy nàng ấy còn sống và xuất hiện ở trước mặt mình khiến Trừ Trần Âm cũng suýt chút nữa vui mừng mà bật khóc. Chương 352, Phó Hầu Gia Nạp Phi. Hai người ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Phó Giang Hoàng mới chịu buông nàng ra nói, tẩu tẩu, rốt cuộc tẩu với đại ca đã xảy ra chuyện gì vậy? Nửa năm trước hai người đi tới Khương Quốc rồi bọn họ đều nói mọi người đã bị cuốn vào bão cát chết rồi. Trừ Trần Âm nghe xong lập tức hỏi, muội nói chuyện bọn ta gặp phải bão cát đã xảy ra được nửa năm rồi sao? Phó Giang Hoàng gật đầu, đúng vậy, được nửa năm rồi, trong nửa năm đó cả ta và đại ca của tẩu cũng không dám tin mọi người đã chết. Cho nên bọn ta vẫn luôn phái người tại đây tìm mọi người. Hôm qua có người tới truyền lời nói rằng nơi này xảy ra chuyện kỳ lạ cho nên ta mới đặc biệt tới đây thử xem, không ngờ lại thật sự tìm được tẩu tẩu.
Nàng ấy vừa nói lại bắt đầu bật khóc. Trước đây Phó Giang Hoàng cũng không phải là một nữ tử thích khóc, nhưng hiện tại khi đứng trước mặt Trừ Trần Âm thì nàng ấy lại khóc giống như một khuê nữ yếu đuối trong chuyện, đáng thương vô cùng. Trừ Trần Âm vội vàng lau nước mắt giúp nàng ấy, nàng tranh thủ thời gian hỏi, muội có nhìn thấy đại ca của muội không, cả Vân Châu nữa. Phó Giang Hoàng lắc đầu, tẩu tẩu, bọn họ không ở cùng tẩu sao? Trừ Trần Âm nhíu chặt mày đáp, ừm, sau khi ta tỉnh lại thì vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu cả. Tiểu Ngô thở hồng hộc chạy tới, phu nhân, đã tìm thấy tướng quân chưa? Trừ Trần Âm quay đầu lại đáp, vẫn chưa, thế ngươi đã phát hiện ra tung tích của tướng quân chưa? Tiểu Ngô ngồi liệt xuống dưới đất, suýt nữa khóc giống lên, tướng quân, không phải ngài ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sắc mặt Trừ Trần Âm trầm xuống, nàng lập tức phản bác, không có khả năng. Chắc chắn bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vừa dứt lời nàng cũng không để ý đến Phó Giang Hoàng và Tiểu Ngô nữa mà xoay người bước nhanh về phía sa mạc. Tiếng gió gào rít truyền đến, Trừ Trần Âm mơ hồ nghe thấy giọng nói của Vân Châu. Gió cát bay tới, mái tóc dài của nàng cũng theo gió bay cao. Mẫu thân, mẫu thân, giọng nói của Vân Châu cách nàng càng lúc càng gần. Trừ Trần Âm tiếp tục đi về phía trước. Mẫu thân, con ở đây. Mẫu thân, Vân Châu, con ở đâu? Trừ Trần Âm đi theo nơi phát ra âm thanh, nàng ngẩng nhìn lên phía trên đỉnh đầu mình. Cả Phó Yến Đình và Tiểu Vân Châu đang treo người trên một cái cây đại thụ không xa phía trước. Cây đại thụ đã sớm trụi lủi thành thân cây trong hoang mạc từ lâu. Hai người bị treo phía trên đó trông rất giống như một con cá mặn lớn và một con cá mặn nhỏ. Trong lòng Trừ Trần Âm cảm thấy vui mừng, nàng chạy như bay đến phía dưới tảng cây. Yến Đình, Vân Châu, nàng lớn tiếng gọi hai người. Phó Yến Đình vẫn đang hôn mê treo trên cành cây, nghe thấy tiếng của Trừ Trần Âm vang lên hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn chớp chớp con mắt một lúc sau mới tỉnh táo lại. Trừ Trần Âm trèo lên cây đại thụ, sau đó nhảy lên ôm Vân Châu xuống. Mặt Vân Châu đầy cho bụi, hiện tại cậu bé vẫn còn choáng váng chưa định thần lại. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Ngay sau đó Trừ Trần Âm lại đỡ Phó Yến Đình xuống. Sau khi Phó Yến Đình đứng vững, hắn mới nắm lấy tay Trừ Trần Âm nghiêm mặt nói, chúng ta đã trở lại rồi sao? Trừ Trần Âm lộ ra ý cười, đúng vậy, chúng ta đã trở lại rồi. Nàng đã vô thức coi nơi này trở thành nhà của mình từ lâu. Cũng coi cả nhà Phó ra như người thân nhất của mình. Đại ca, tẩu tẩu. Phó Giang Hoàng đuổi theo tới, trông thấy đại ca đã mất tích nửa năm nay mà đôi đang sưng đỏ kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rưng rưng khóc. Phó Yến Đình gọi nàng ấy, tam muội, hai huynh muội gặp lại nhau cảm xúc rất kích động. Phó Giang Hoàng đang khóc lóc, lúc vừa ngẩng đầu thì không cẩn thận trông thấy mái tóc ngắn ngủn cùng bộ y phục kỳ lạ của Phó Yến Đình. Đại ca, sao tóc của huynh lại ngắn như vậy? Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích chữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, trở về Hoàng Cung, 1. Những lời này khiến bầu không khí cửu biệt trùng phùng trở nên đông cứng lại. Tiểu Ngô nhìn Trừ Trần Âm, Trừ Trần Âm nhìn Phó Yến Đình, Phó Yến Đình nhìn phía trước nghiêm trang nói bậy. Sau khi ta và tẩu tẩu của muội bị cuốn vào cán lún thì không may bị lưu lạc tới một ngôi làng rất kỳ quái, cho nên ta phải giả dạng mặc y phục và phục sức giống như của bọn họ. Phó Giang Hoàng cái hiểu cái không, mà nàng ấy cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những chuyện đó. Đối với nàng ấy mà nói chỉ cần đại ca và tẩu tẩu đã trở lại là được, còn những thứ khác đều không quan trọng. Đại ca, mọi người phải chịu khổ rồi, chúng ta mau trở về thôi. Trừ Trần Âm hỏi, trở về Lâm An sao? Phó Giang Hoàng gật đầu. Trong lòng Trừ Trần Âm nhanh chóng nhớ tới bộ dạng chết thảm của bọn họ, nàng lập tức hỏi, hiện tại phụ thân vẫn là hoàng thượng sao? Phó Giang Hoàng lại lần nữa gật đầu. Ngay sau đó Trừ Trần Âm lại hỏi, phụ thân có nạp phi không? Trong mắt Phó Giang Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trừ Trần Âm nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Phó Giang Hoàng thì đột nhiên đáy lòng nàng trầm xuống. Nàng vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thì lại bị Phó Giang Hoàng cắt ngang, tẩu tẩu, trong lòng phụ thân chỉ có mẫu thân thôi, làm sao có thể nạp phi được? Đáy lòng vốn đang trầm xuống của Trừ Trần Âm lập tức bừng cháy lên hy vọng, xem ra nàng trở về vẫn còn kịp. Phó hầu gia còn chưa nạp phi, vậy nên tất cả bi kịch vẫn còn có thể ngăn chặn được. Nàng cầm lòng không được nhếch khóe miệng mỉm cười, vậy thì tốt.
Phó Giang Hoàng sinh lòng nghi hoặc nên mới hỏi nàng, tẩu tẩu, sao đột nhiên tẩu lại hỏi như thế? Trừ Trần Âm mỉm cười đáp lại, mấy ngày trước ta có mơ một giấc mơ, ta mơ thấy phụ thân bị người ta mê hoặc, nạp một nữ tử làm phi tần làm ta sợ tới mức tưởng là thật. Phó Giang Hoàng kéo nàng lên xe ngựa, tẩu tẩu mơ thật kỳ quái, nhất định là do trong khoảng thời gian tẩu mất tích đã rất nhớ thương mẫu thân rồi. Trừ Trần Âm gật đầu, đúng là nàng rất nhớ phó phu nhân. Phó Yến Đình ôm Vân Châu đi lên sau đó thúc giục các nàng, Trần Âm, Giang Hoàng, chúng ta mau chóng trở về báo tin vui cho phụ mẫu thôi. Phó Giang Hoàng mỉm cười cao giọng đáp, được, đại ca. Nàng ấy vừa nói vừa nhanh chóng đỡ Trừ Trần Âm đi lên xe ngựa. Sau khi Trừ Trần Âm ngồi trên xe ngựa, nàng lại hỏi thăm Phó Giang Hoàng về chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua. Kể từ khi nàng và Phó Yến Đình biến mất, Phó Phu Nhân lo lắng đến mức đổ bệnh nặng nửa tháng, Phó Hầu Gia phải đi tìm danh y mới chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Phụ mẫu của nàng cũng không tin nàng đã thật sự chết nên hiện tại bọn họ vẫn còn đi tìm kiếm nàng khắp nơi. Một tháng trước Mục Chi Liễu đã trở lại Khương Quốc, lúc Phó Giang Hoàng nhắc tới hắn ta mà trong mắt tràn ngập sự nhớ nhung. Nhân lúc đang nói chuyện này, Trừ Trần Âm lại thử hỏi, tam muội, thời gian này có ai ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu thân không? Phó Giang Hoàng trả lời, là Dung tỷ tỷ. Trừ Trần Âm ngửi được sự khác thường, Dung tỷ tỷ là ai? Lúc Phó Giang Hoàng nhắc tới người này mà trong mắt tràn đầy ý cười, là một nữ tử mồ côi được mẫu thân thu nhận trên đường đi tìm tẩu và đại ca. Nghe nói lúc trước phụ thân trong nhà là huyện thừa, sau này cả gia đình đều chết lúc xảy ra thiên tai, chỉ còn một mình nàng sống sót thôi. Mẫu thân rất nhớ tẩu và đại ca, hơn nữa người cũng thấy nàng đáng thương cho nên mới đưa nàng về Lâm An nuôi nàng ta như dưỡng nữ cho ở bên cạnh. Tẩu tẩu, Dung tỷ tỷ là một người rất dịu dàng hiền thục, tâm tính cũng lương thiện, trong nửa năm nay nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu thân. Chương 354, trở về Hoàng Cung, 2. Trừ Trần Âm nghe xong lời Phó Giang Hoàng thì cũng đoán đại khái ra được, nữ tử mồ côi đã hại chết phó phu nhân mà mình thấy trên di động chính là vị Dung tỷ tỷ này. Nghe Phó Giang Hoàng giới thiệu như vậy thì chắc hẳn nàng ta là một bạch liên hoa cực kỳ thủ đoạn. Trừ Trần Âm dần dần định liệu trước, khóe miệng nàng nhếch lên ý cười lạnh để xem nàng trở về xử lý đóa bạch liên này thế nào. Phó Yến Đình đã nhận ra ý cười trên mặt nàng thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống không hỏi ra trước mặt Phó Giang Hoàng. Mọi người ngồi trong xe ngựa cùng nhau ôn chuyện. Phó Giang Hoàng thấy đại ca tẩu tẩu đột nhiên trở về là trong lòng có vô số chuyện muốn nói. Bọn họ gần như trò chuyện suốt một đường từ thành Tử An đến Lâm An. Tới khi đến cửa thành Lâm An, Trừ Trần Âm đã bị tòa thành trước mặt làm cho chấn động. Bọn họ mới rời đi nửa năm mà tòa thành này đã trở thành đô thành giống như lúc trước. Nàng kéo mảnh xe ngựa nhìn ra bên ngoài, con đường đầy rẫy những tiểu thương người đến người đi. Không ngờ tới thành Lâm An lại thay đổi nhiều như vậy. Phó Giang Hoàng cũng nhìn theo nàng, nàng ấy mỉm cười nói, tẩu tẩu, sở dĩ thành Lâm An thay đổi lớn như vậy cũng là nhờ số vàng mà tẩu và đại ca để lại đó. Trước khi xảy ra thiên tai, Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình đã tích trữ không ít vàng. Trong lúc xây lại trước thiên tai, hai người đã di rời vàng từ không gian ra cất giữ vào nhà kho. Nghĩ đến đây đột nhiên nàng phát hiện ra một điều. Lúc trước khi xuyên qua đây nàng có thời gian hạn chế khi ở lại cổ đại, không thể tham dự quá nhiều vào vận mệnh của người khác, nhưng hiện tại nàng đã quay lại một lần nữa. Liệu có phải hạn chế đó đã được giải trừ rồi không? Ngay lúc Trừ Trần Âm đang nghi hoặc thì bên tai vang lên âm thanh rất rõ ràng mà chỉ có nàng mới có thể nghe được. Kỳ ngủ đông kết thúc, không gian đã trở lại như bình thường, hạn chế được giải trừ. Nàng nghe xong mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, xem ra lần này có thể thể hiện tài năng của mình rồi. Phó Giang Hoàng ở bên cạnh lại nói, ngoại trừ số vàng của đại ca và tẩu tẩu thì chúng ta còn có mối quan hệ thương nghiệp thường xuyên qua lại mà tẩu tẩu đã thành lập ở Khương Quốc trước khi đi. Việc đó cũng khiến cho nước Vô Song của chúng ta nhanh chóng khôi phục hơn. Trừ Trần Âm nghe được mà vui mừng không thôi. Lúc này Tiểu Vân Châu cũng nhòi người ra khỏi cửa sổ xe ngựa, trông thấy kẹo hồ lô trên đường thì cậu bé vui mừng nói, mẫu thân, con muốn kẹo hồ lô. Đã lâu rồi đứa nhỏ này không được ăn kẹo hồ lô ở đây cho nên cũng rất thèm. Trừ Trần Âm đáp, được, để mẫu thân đi mua. Nàng vừa dứt lời thì Phó Giang Hoàng đã dừng xe ngựa lại. Tẩu tẩu, để ta đi mua cho. Vừa dứt lời, Phó Giang Hoàng đã nhảy từ trên xe ngựa xuống đi nhanh vào hàng bán hồ lô ngào đường phía trước. Nàng ấy mua một lúc 3-4 cây hồ lô ngào đường liền.
Nàng ấy đi lên xe ngựa đưa cho Vân Châu và Trừ Trần Âm mỗi người một cây, sau đó cũng tự mình lấy một cây ăn. Phó Giang Hoàng vừa ăn vừa nói, vẫn là trước kia làm tiểu thư ở hầu phủ tốt hơn, muốn ăn cái gì là ăn cái đó, hiện tại làm công chúa rồi còn quy củ hơn cả trước kia. Trừ Trần Âm mỉm cười nói, hiện tại muội là công chúa thì ai dám quản muội, muội muốn làm gì là có thể làm cái đó mà. Phó Giang Hoàng nheo mắt lại vui mừng nói, vẫn là tẩu tẩu tốt. Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì xe ngựa lại dừng lại một lần nữa. Trừ Trần Âm ngẩng đầu nhìn mới thấy đã đi tới hoàng cung. Hoàng cung Phó gia mới xây cũng không lớn nhưng cũng được xem như khá hoa lệ. Trừ Trần Âm chậm rãi bước xuống xe ngựa dưới sự giúp đỡ của Phó Yến Đình. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích chữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, lần đầu gặp Bạch Liên Hoa. Thị vệ ngoài cửa cung nhận ra Phó Giang Hoàng nên đi lên hành lễ với nàng ấy, tham kiến công chúa. Phó Giang Hoàng phất tay với hắn ta nói, mau đi nói cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết đại hoàng tử và mọi người đã trở lại. Thị vệ lộ rõ ra vẻ kinh ngạc sau đó lại nhìn lại Phó Yến Đình và Trừ Trần Âm. Bọn họ nhìn thấy hai con người ăn mặc y phục lố lăng như vậy thì lập tức sửng sốt. Phó Giang Hoàng thúc giục, còn không mau đi. Thị vệ vội vàng xoay người chạy vào trong cung. Thị vệ còn lại vội vàng hành lễ với Phó Yến Đình và Trừ Trần Âm. Trừ Trần Âm thấy loại tư thế này mà có hơi không quen, chỉ trở về thời hiện đại có mấy tháng sau đó chớp mắt lại quay về mà thân phận của nàng và Phó Yến Đình đã khác như vậy. Phó Giang Hoàng dẫn bọn họ đi vào trong cung. Phó Hầu Gia và Phó Phu Nhân nghe thấy thị vệ truyền lời thì cũng nhanh chóng chạy tới. Ngay khi Trừ Trần Âm nhìn thấy hai người, một người vẫn luôn rất ít khóc như nàng cũng hơi đỏ mắt lên. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, hiện giờ gặp lại quả đúng là niềm vui bất ngờ. Trừ Trần Âm bước nhanh về phía trước sau đó dần dần biến thành chạy chậm, phụ thân, mẫu thân. Nước mắt Phó Phu Nhân tí tách rơi xuống, bà ấy nâng một tay ôm Trừ Trần Âm vào trong lồng ngực. Trần Âm, rốt cuộc con đã trở lại, ta biết con và Yến Đình nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Phó Hầu Gia đứng ở một bên mà cũng đỏ hoe mắt. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Phó Yến Đình quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh trước hai người họ, để phụ mẫu lo lắng rồi. Phó Hầu Gia vội vàng đỡ hắn dậy, mau đứng lên, Yến Đình. Con và Trần Âm có thể trở về là tốt rồi. Trông thấy hai con bình yên vô sự thì cho dù ta và mẫu thân của con có đi xuống hoàng tuyền cũng cảm thấy an tâm. Hốc mắt ông ấy đầy nước mắt. Lúc này Trừ Trần Âm mới phát giác ra mới nửa năm không gặp mà dường như cả Phó Hầu Gia và Phó Phu Nhân đã già đi mười mấy tuổi. Ngay cả ở thái dương của Phó Phu Nhân cũng đã điểm thêm một ít tóc bạc. Tổ phụ, tổ mẫu, giọng nói mềm mại của Tiểu Vân Châu vang lên trước mặt hai người. Phó Hầu Gia và Phó Phu Nhân cùng ngẩng đầu nhìn cậu bé, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Hai người buông Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình ra sau đó bước nhanh về phía trước cùng ôm Tiểu Vân Châu vào trong ngực. Tôn nhi ngoan của ta, nhị lão vui mừng không thôi vừa ôm vừa hôn Vân Châu. Tiểu Vân Châu cũng rất hiểu chuyện, không bởi vì sự kích thái quá của nhị lão Phó Gia mà cảm thấy không vui. Ngược lại cậu bé còn duỗi tay ôm lấy bọn họ ngọt ngào nói, tổ phụ, tổ mẫu, con rất nhớ hai người. Những lời này lại càng khiến Phó Hầu Gia và Phó Phu Nhân càng thêm vui mừng. Lúc trước Phó Phu Nhân từng bị bệnh nặng, sau một lúc vui mừng như vậy thì không đứng vững, suýt chút nữa đã ngã ra phía sau. Trừ Trần Âm thấy vậy đang định đi lên đỡ bà ấy thì ngay lúc này có một nữ tử mặc bạch y đã nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Phó Phu Nhân, nương nương, người không sao chứ. Trừ Trần Âm dừng bước chân, chậm rãi đánh giá người này. Chắc hẳn nữ tử này lớn hơn nàng khoảng 2 tuổi, bộ dáng không tính là xuất chúng cho lắm nhưng làn da trắng như tuyết. Hơn nữa nàng ta còn mặc trên người một bộ bạch khiết y, trông đúng là băng thanh ngọc khiết, siêu phàm thoát tục. Phó Phu Nhân đỡ nàng ta, vỗ nhẹ lên tay mỉm cười nói, ta không sao cả, chỉ là đang rất vui thôi. Giọng nói nữ tử dịu dàng, dặn dò Phó Phu Nhân, nương nương, thân thể của người vừa mới bình phục, chớ nên quá mức kích động. Trừ Trần Âm thu hết nhất cử nhất động của nàng ta vào đáy mắt. Chương 356, chuẩn bị mở hộp bí mật, 1. Trong lòng nàng không khỏi bội phục người này, quả đúng là da mặt dày, diễn xuất cũng hay đấy, còn rất ra dáng ra hình. Nữ tử làm ra bộ dáng giống như nữ chủ nhân, nhìn Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình nói,
cuối cùng đại hoàng tử đã trở về cung, trên đường vất vả rồi. Trừ Trần Âm không đáp lại lời nói của nàng ta mà lại nhìn phó phu nhân hỏi, mẫu thân, vị này là ai vậy? Phó phu nhân mỉm cười đáp, vị này là dưỡng nữ mà ta nhận nuôi, tên là Cố Dung, khoảng thời gian các con không có ở đây đều là nàng chăm sóc cho ta. Lúc này Trừ Trần Âm mới đáp lại lời Cố Dung, đa tạ cố cô nương đã quan tâm. Tuy nói là dưỡng nữ nhưng ở trong cung nàng ta cũng chỉ là một cung nữ. Gọi nàng ta một tiếng cố cô nương đã là xem trọng nàng ta lắm rồi. Trừ Trần Âm trả lời như vậy cũng không sai. Nàng thuận tiện đỡ lấy phó phu nhân từ trong tay Cố Dung, khoảng thời gian đa tạ cố cô nương đã quan tâm chăm sóc, sau này có bọn ta ở đây rồi sẽ không để cố cô nương phải vất vả như vậy. Cố Dung cũng không hề cảm thấy kỳ quái với hành động của Trừ Trần Âm. Mỗi một ngày nàng ta chỉ nghĩ phải làm thế nào để thượng vị, cho nên nàng ta cho rằng Trừ Trần Âm đang muốn tranh sủng. Trước đây Cố Dung cũng đã từng hỏi thăm về Trừ Trần Âm từ Phó Giang Hoàng. Ở trong mắt nàng ta, Trừ Trần Âm chính là một thứ nữ không có quy củ. Nàng ta căn bản không hề để Trừ Trần Âm vào mắt. Trừ Trần Âm cũng phớt lờ nàng ta, mỉm cười cùng cả nhà Phó ra bước vào trong cung. Phó Hầu ra phái người dọn một bàn đồ ăn lên. Phó Yến Đình và Tiểu Vân Châu đã ăn đồ ăn hiện đại một thời gian nên từ lâu hoài niệm món ăn cổ đại ở đây. Hai người cầm đũa bắt đầu ăn. Phó Hầu gia và phó phu nhân ngồi ở một bên nhìn bọn họ mà không ăn một miếng nào. Sau khi dùng xong bữa tối, Trừ Trần Âm và phó Yến Đình được đưa tới một nơi trong hoàng cung. Nơi này là một hoa viên mà phó Hầu gia và phó phu nhân đã chuẩn bị cho bọn họ từ lâu. Xuyên tới đây lâu như vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên Trừ Trần Âm được sống trong hoàng cung. Nàng nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhìn ánh vàng rực rỡ trên đầu giường mà không biết đây là mơ hay là thực. Phó Yến Đình đi đến bên cạnh nàng hỏi, hình như nàng rất có ý thù địch với người tên Cố Dung kia. Trừ Trần Âm trả lời, đâu có, chàng nhìn lầm rồi. Phó Yến Đình có tính quan sát tỉ mỉ hơn người thường, dựa vào sự hiểu biết của hắn với Trừ Trần Âm là hắn đã sớm phát hiện ra sự khác thường của nàng. Dưới sự truy vấn liên tiếp của hắn, Trừ Trần Âm đành phải nói ngắn gọn ra cho Phó Yến Đình biết một vài thứ mà nàng đã nhìn thấy. Đương nhiên nàng sẽ che giấu chuyện chết thảm của phó phu nhân và mọi người. Nàng chỉ nói cho hắn biết Cố Dung đã lợi dụng cơ hội ở bên cạnh hầu hạ cho phó phu nhân mà giở thủ đoạn lừa phó hầu ra nạp nàng ta làm phi. Ánh mắt Phó Yến Đình rõ ràng lạnh dần, một nữ tử mồ côi mà thôi, đợi ngày mai để ta tìm cơ hội bảo mẫu thân đưa nàng ta đi. Trừ Trần Âm nói, nàng ta ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu thân thời gian dài như vậy, nếu cứ thế đuổi nàng ta ra ngoài thì không hợp lẽ thường cho lắm. Phó Yến Đình trầm ngâm đứng lên nói, nàng ta muốn làm phi tần chỉ đơn giản là vì muốn được trèo cao mà thôi, không bằng để ta cho nàng ta một cơ hội để nàng ta tự mình rời đi. Trừ Trần Âm hỏi, chàng muốn làm thế nào? Phó Yến Đình chậm rãi nói, thay vì làm phi tần cho lão nhân không bằng đi làm phi tần cho thái tử trẻ tuổi. Trừ Trần Âm lập tức hiểu ý, chàng muốn sử dụng Mỹ Nam kế. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích chữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, chuẩn bị mở hộp bí mật 2. Phó Yến Đình chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, cần gì phải sử dụng tới Mỹ Nam kế, một nữ tử như vậy chỉ cần tùy tiện nói mấy câu là được. Trừ Trần Âm suy nghĩ một lúc rồi nói, không bằng giao cho ta đi. Phó Yến Đình nghi hoặc hỏi, nàng muốn dùng cách gì? Trừ Trần Âm ý vị thâm trường trả lời, dùng Mỹ Nam kế quả đúng là cách hay nhưng người này không phải là chàng. Phó Yến Đình hiểu được ý trong lời nói của nàng, trong mắt hắn cũng dần dần hiện lên ý cười. Sau khi hai người trò chuyện về Cố Dung xong, Phó Yến Đình lại hỏi Trừ Trần Âm, sau khi chúng ta quay trở về thì không gian còn có thể dùng được nữa không? Để ta thử xem. Trừ Trần Âm xoay người ngồi dậy, kéo hắn tập trung nhắm mắt lại để muốn thử xem còn có thể tiến vào không gian được nữa không. Chờ tới khi lại mở mắt ra, Trừ Trần Âm đã đi vào phòng lầu 2 của mình. Phó Yến Đình đang ở bên cạnh nàng. Thật tốt, không gian còn ở đây. Hắn khoanh tay đi về phía trước hai bước. Cũng không biết mấy thứ ta mua có còn ở đây không. Trừ Trần Âm nhìn đến đống sách trên bàn Vân Châu thì vội vàng đi vào lầu 3. Quả nhiên những thứ mà Phó Yến Đình đã điên cuồng mua sắm trên mạng vào khoảng thời gian trước đều vẫn còn ở đây. Hơn nữa không gian còn trở nên rộng rãi hơn. Ngay cả xe đặt ở gara vẫn còn ở chỗ này. Trừ Trần Âm chậm rãi đi lên phía trước,
nhìn đến từng hộp máy giặt, tủ lạnh, điều hòa còn chưa được mở. Ở đó còn có một máy phát điện khiến đáy lòng nàng khó giấu được vui mừng. Thật may, nàng cũng đã tích trữ được không ít đồ. Trên mặt Phó Yến Đình để lộ ra nụ cười đắc ý, ta phòng ngừa chu đáo như vậy có được không? Trừ Trần Âm giơ tay vỗ vai hắn, rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng mà chàng định đưa những thứ này tới trước mặt phụ mẫu thế nào, nói cho bọn họ biết nên sử dụng thế nào đây? Phó Yến Đình lại để lộ ra nụ cười đã dự đoán trước. Trừ Trần Âm hiểu ý mỉm cười theo. Tiếp theo hai người lại đi đến mấy tầng không gian khác. Khác với lúc trước, hiện tại không gian chỉ còn có lầu một siêu thị cùng với kho vũ khí, kho chữa bệnh cùng không gian linh tuyển. Trừ Trần Âm cảm thấy có hơi đáng tiếc, thăng cấp hệ thống không gian một hồi lại vô ích rồi. Phó Yến Đình an ủi nàng, không sao đâu, mấy tầng không gian này cũng đủ cho chúng ta dùng rồi. Trừ Trần Âm quay đầu nhìn về phía hắn, không sao mà. Phó Yến Đình chỉ vào một đống hộp chuyển phát nhanh trước mặt nói, bây giờ chúng ta còn có mấy thứ này. Nói đến đây khiến Trừ Trần Âm thật sự không biết rốt cuộc hắn đã mua những thứ gì. Hai lần trước nàng còn mở ra xem thế nhưng về sau hắn lại càng lúc mua càng nhiều, sau đó trực tiếp gom hết hộp lại mang lên lầu 3. Cuối cùng Trừ Trần Âm cũng cảm nhận được cái gì gọi là mở hộp bí mật. Trừ Trần Âm mở khoảng mấy hộp chuyển phát nhanh trong không gian. Một cái là lò nướng điện, còn có một cái là máy rửa chén. Nàng đứng ở bên cạnh những chiếc hộp đã mở mà lại lần nữa không nói nên lời. Hiện tại hai thứ này không có tác dụng lớn thế nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nàng bày biện nó qua một bên, trước tiên sẽ cùng Phó Yến Đình mang máy phát điện này ra khỏi không gian trước. Phó Yến Đình nhìn quanh đình hậu viện của mình một vòng, lập tức tìm được một chỗ khá thích hợp, chuẩn bị chuyển mấy thứ này cùng máy phát điện vào trong. Chỉ cần có điện là có thể sử dụng được tất cả các đồ điện mà hắn đã chuẩn bị trong không gian. Trừ Trần Âm khoanh tay nhìn máy phát điện mà nhịn không được tán thưởng, quả nhiên Phó Đại Tướng Quân không bình thường, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Phó Yến Đình đi đến phía sau chậm rãi ôm eo nàng, mỉm cười trêu ghẹo, về sau đừng lại gọi ta là Đại Tướng Quân gì nữa, hiện tại ta chính là Đại Hoàng Tử. Chương 358, mang máy phát điện tới. Trừ Trần Âm mỉm cười nói, vâng thưa Điện Hạ. Phó Yến Đình ôm eo nàng đi về phía trước, có theo Điện Hạ ta đi vào tẩm cung không? Trừ Trần Âm bẻ tay hắn ra lùi lại phía sau mấy bước, mỉm cười nói, chỉ e tối nay không được rồi, ta phải đi thăm mẫu thân một chút. Phó Yến Đình thu hồi lại nụ cười chơi đùa, trả lời, cũng được, ta có hơi lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân. Sau khi cáo biệt Phó Yến Đình xong, Trừ Trần Âm thừa dịp Cố Dung đang không có ở đây mới đi vào tẩm điện của Phó Phu Nhân. Vốn dĩ Phó Phu Nhân đã đi ngủ nhưng khi trông thấy Trừ Trần Âm đi vào thì bà ấy lập tức phủ thêm y phục đón nàng tới. Trần Âm, sao con lại tới đây? Trừ Trần Âm chậm rãi đi vào trong điện bảo cung nữ lui ra, sau đó đóng cửa phòng lại, con nghe nói mẫu thân bị bệnh đã lâu. Hôm nay bị kích động dẫn đến ngất xỉu cho nên mới tới đây muốn bắt mạch cho mẫu thân. Phó Phu Nhân thấy nhi tức mà mình nhung nhớ đã lâu thì hốc mắt lập tức lại đỏ lên. Bà ấy nắm lấy tay Trừ Trần Âm nói, nha đầu này, con vừa mới trở về sao không nghỉ ngơi trước đi, không cần phải lo cho sức khỏe của ta. Vừa rồi thái y mới qua đây kiểm tra cho ta rồi, không có gì đáng ngại cả. Trừ Trần Âm ôn tồn đáp, mẫu thân, người cứ yên tâm, con không mệt, khoảng thời gian này cả con và Yến Đình đều rất nhớ người. Nếu như người không cho con bắt mạch của người thì đêm nay bọn con ngủ không được. Nếu con và Yến Đình đã có hiếu như vậy thì con cứ xem cho ta đi. Phó Phu Nhân buông tay Trừ Trần Âm ra, nghe lời đưa tay cho nàng bắt mạch. Trừ Trần Âm nhẹ nhàng đặt tay mình lên cổ tay Phó Phu Nhân, tập trung bắt mạch cho nàng. Mấy tháng nay nàng điên cuồng đọc rất nhiều sách về trung y, đồng thời còn nhân cơ hội tìm các sư huynh sư đệ trước đây học hỏi. Hơn nữa vốn dĩ trước đây nàng cũng đã từng học y, trung tây y kết hợp sẽ nâng cao y thuật lên rất nhiều. Lúc bắt mạch, Trừ Trần Âm hỏi Phó Phu Nhân, mẫu thân, thái y nói thế nào? Sắc mặt Phó Phu Nhân tiều tụy, hai tròng mắt vô hồn nhìn phía trước, chậm rãi trả lời, thái y nói do ta ưu tư quá nặng cho nên mới như vậy. Trừ Trần Âm từng nghe Phó Giang Hoàng nhắc tới chuyện kể từ sau khi nàng và Phó Yến Đình mất tích, Phó Phu Nhân vì quá mức thương tâm cho nên mới đổ bệnh dậy không nổi. Nhưng khi nàng xem mạch tượng thì lại không phải như vậy. Trừ Trần Âm lại nói, mẫu thân, gần đây người đang uống thuốc gì vậy, có thể cho con xem được không? Phó Phu Nhân ngước mắt nhìn vào trong phòng,
Mọi việc trước đây đều do Thanh Nhi một tay lo liệu, nhưng sau này nàng ấy cũng rời cung xuất giá. Hiện tại Dung Nhi là người chăm lo cho ta, ngày mai con có thể tìm nàng hỏi đơn thuốc xem sao. Trừ Trần Âm lập tức phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Hóa ra thời gian này đến chính bản thân phó phu nhân cũng không biết mình đang uống thuốc gì, cố Dung cho bà ấy uống cái gì là bà ấy sẽ uống cái đó. Trừ Trần Âm chậm rãi thu tay lại, lồng ngực dần căng chặt. Phó phu nhân đã bị trúng độc, hơn nữa bên trong còn là chất độc mãn tính, ngày thường nhìn bà ấy trông rất suy yếu, vừa cử động đã té xỉu, tất cả là vì độc tính này. Cũng may nàng trở về sớm, nếu như lại để cố Dung cho phó phu nhân uống một thời gian nữa thì có lẽ bà ấy sẽ đi đời nhà ma mất. Cũng khó trách khi ấy ở trên tư liệu lịch sử có viết chưa đến một năm thì phó phu nhân đã qua đời vì bạo bệnh. Trừ Trần Âm lấy từ trong lồng ngực ra một bình đan dược. Đây là viên thuốc giải độc mà nàng đã tự điều chế trước khi xuyên trở về đây. Bởi vì còn chưa xác định được phó phu nhân đã bị đầu độc bằng độc dược gì cho nên nàng chỉ có thể tạm thời điều chế trước loại thuốc giải độc này. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, thiết lập bẫy. Nàng lấy ra một viên đưa cho phó phu nhân rồi nói, mẫu thân, người uống cái này đi. Phó phu nhân nghi hoặc hỏi, cái này là gì? Trừ Trần Âm mỉm cười nói, đây là đại bổ hoàn do con tự điều chế ra, người uống vào là có thể bồi dưỡng cơ thể. Phó phu nhân cầm lấy trong tay, cũng không hoài nghi gì thêm mà nuốt vào, bệnh của ta thế nào? Trừ Trần Âm mỉm cười nói, mẫu thân, con đã bắt mạch cho người, sức khỏe của người rất tốt, không có triệu chứng gì. Cùng lắm là chỉ cảm thấy mệt nhọc mà thôi, cho nên người không cần phải uống thuốc gì nữa. Phó phu nhân vui mừng không thôi, để ngày mai ta nói một tiếng với Dung Nhi. Trừ Trần Âm ngăn cản bà ấy, mẫu thân, Dung tỷ tỷ chăm sóc người lâu như vậy, chắc chắn đã tốn không ít công sức rồi. Tạm thời chúng ta chưa cần nói cho nàng ta trước, chờ khi nào sức khỏe của người hoàn toàn bình phục sẽ cho nàng ta một bất ngờ. Phó phu nhân vẫn luôn rất nghe lời Trừ Trần Âm, bà ấy cũng không chút nghi ngờ mà gật đầu nói, vậy cũng được, ta không nói với Dung Nhi nữa, nhưng mà mỗi ngày nàng đều đưa thuốc tới. Trừ Trần Âm nhỏ giọng nói, người cứ giả bộ uống, làm vậy sẽ không khiến nàng ta cảm thấy uổng công. Phó phu nhân rất tán đồng, mỉm cười nói, được, ta nghe con. Sau khi uống thuốc giải xong, tinh thần của phó phu nhân rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Điều này càng làm cho Trừ Trần Âm có thể xác định bà ấy đã bị trúng độc. Sau khi nàng dặn dò phó phu nhân xong mới đứng dậy rời khỏi tẩm cung của phó phu nhân. Sáng sớm hôm sau, Trừ Trần Âm tìm được ở bên ngoài một tiểu tiên sinh bộ dáng anh tuấn tiến cung. Phó Yến Đình bưng chén trà chậm rãi uống. Phó Hầu ra đi cùng phó phu nhân đến thăm Vân Châu, trông thấy thế ông ấy mới giật mình hỏi Trừ Trần Âm, vị này là ai vậy? Trừ Trần Âm trả lời phó Hầu ra, khởi bẩm phụ hoàng, vị này chính là một vị tiên sinh mà con đã tìm được ở bên ngoài. Con muốn cho hắn tiến cung dạy Vân Châu biết chữ. Vân Châu là tiểu hoàng tử cho nên tất nhiên trong cung sẽ sắp xếp người tới dạy cậu bé học tập. Phó Hầu gia và người nhà phó gia thấy bộ dáng của vị tiên sinh này rất xuất chúng nên trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ. Phó Yến Đình đứng dậy nói, phụ mẫu, con đã quen biết vị tiên sinh này từ rất lâu rồi, tài năng và học thức của hắn ta không thua kém gì so với các đại thần trong cung. Điều quan trọng nhất chính là Vân Châu vẫn luôn lớn lên ở ngoài cung, thằng bé vẫn chưa thích ứng được với quy củ trong cung, để hắn ta tới dạy Vân Châu thì không gì tốt bằng. Phó Hầu gia thấy Phó Yến Đình đã nói như vậy nên tất nhiên cũng không còn nghi ngờ nữa, vậy về sau phiền tiên sinh này rồi. Trong lòng Trừ Trần Âm thầm vui vẻ, nàng vội vàng hành lễ với Phó Hầu gia. Phó Hầu gia ở lại chơi với Vân Châu trong hoa viên của Trừ Trần Âm một lúc, sau đó mới trở về cung của mình. Ông ấy vừa đi, Trừ Trần Âm lại đề xuất với phó phu nhân sẽ đưa Vân Châu đến cung của bà ấy nuôi dưỡng. Tất nhiên phó phu nhân rất nguyện ý, Vân Châu có đồng ý không? Bà ấy vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Vân Châu. Tiểu Vân Châu đã được phụ mẫu phân phó từ trước nên cũng mỉm cười trả lời, đồng ý ạ, con đồng ý đến cung của tổ mẫu. Trên mặt phó phu nhân tràn đầy ý cười, để Vân Châu đến ở trong cùng phó phu nhân thì tất nhiên cũng sẽ để vị tiên sinh tuấn tú kia cùng đi. Đây được gọi là Mỹ Nam Kế. Vị tiên sinh tuấn tú này họ Lư, sau khi gặp thiên tai thì cả nhà chỉ còn 5 người sống sót. Lúc trước khi còn ở thành Từ An, chính Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình đã cứu cả nhà bọn họ,
cho nên hắn ta rất sẵn lòng giúp đỡ họ làm chuyện này. Chương 360, mang máy phát điện tới. Lưu tiên sinh có làn da trắng nõn, đôi mắt to thâm sâu, cả thành Lâm An không có ai có thể tuấn tú hơn so với hắn ta. Đến ngay cả khi Phó Yến Đình đứng ở bên cạnh hắn ta mà cũng kém cỏi hơn một chút. Lần đầu tiên Trừ Trần Âm gặp hắn ta mà cũng suýt chút nữa nhìn tới ngây người. Nàng chưa bao giờ là người có thể bị sắc đẹp của nam nhân mê hoặc, cho nên có thể thấy Lưu tiên sinh này phải là người phi thường tới cỡ nào. Sau khi thương lượng với Phó Phu Nhân xong, Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình lập tức thu dọn đồ đạc đóng gói đưa Vân Châu qua đó. Sau khi đưa người qua, mỗi ngày Trừ Trần Âm đều sẽ đến thăm Phó Phu Nhân, thứ nhất là để đưa thuốc giải cho bà ấy, thứ hai là có thể trông chừng bà ấy, không cho bà ấy có cơ hội uống độc dược. Sắc mặt của Phó Phu Nhân càng ngày càng tốt. Hôm nay, cô Dung đi đến Ngự Thiện Phòng. Phó Phu Nhân kéo tay Trừ Trần Âm trò chuyện, Dung Nhi là một cô nương không tồi. Mấy ngày trước khi ta bị bệnh ta đã nghĩ nhất định trước khi chết phải tìm được cho nàng một gia đình thật tốt, nhưng mà nàng ta lại nói không muốn gả đi, nàng ta chỉ muốn ở bên cạnh ta thôi. Đúng vậy, nàng ta thật sự không muốn gả đi mà nàng ta muốn ở bên cạnh người, sau đó cướp luôn trượng phu của người. Trong lòng Trừ Trần Âm âm thầm nói. Phó Phu Nhân lại nói, sau này ta từng nhắc tới chuyện này với phụ thân của con. Ý muốn để nàng ở lại trong cung cùng ông ấy thay ta, nhưng mà ông ấy không đồng ý, đã thế còn tức giận với ta vì việc này. Ông ấy nói cả đời này chỉ có thể có một nữ nhân là ta, không thể già tới vậy rồi còn làm ra chuyện này. Trừ Trần Âm nghe xong mà không khỏi nghi ngờ về tư liệu được viết trong lịch sử. Nếu vậy thì làm sao Phó Hầu Gia có thể nạp phi trong lúc Phó Phu Nhân bị bệnh nặng được chứ? Trong lúc nàng đang nghi ngờ thì Phó Phu Nhân lại tiếp tục nói, phụ thân của chính là một cây gân, ông ấy không giống Yến Đình xử sự khéo léo đưa đẩy, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không. Giải thích, cây gân là chỉ người cố chấp, suy nghĩ cứng nhắc, theo lối mòn không chịu thay đổi. Hết giải thích, bà ấy đang đề cập tới việc trong quá khứ giữa Hoàng thượng và Vạn Thừa Tướng. Trừ Trần Âm an ủi bà ấy, phụ thân xử sự trầm ổn, quan trọng nhất chính là tình cảm sâu đậm của phụ thân và người, tất nhiên phụ thân sẽ không đồng ý cưới nữ nhân khác đâu. Tuy rằng ngoài miệng Phó Phu Nhân nói Phó Hầu Gia không khéo léo đưa đẩy nhưng thật ra trong lòng bà ấy vẫn rất vui. Trừ Trần Âm lại lần nữa cảm thấy may mắn, may là mình không kể lại tất cả những gì mà mình đã nhìn thấy. Quả thật Phó Hầu Gia không giống như người bội tình bạc nghĩa, chắc chắn là do có người ở giữa làm khó dễ. Phó Phu Nhân cũng đã nói Phó Hầu Gia là người cố chấp rồi. Trừ Trần Âm cụp mắt xuống trầm tư một lúc sau đó lập tức chuyển chủ đề sang Phó Phu Nhân. Hiện tại trở về vẫn còn kịp, dù cho Cố Dung có dùng thủ đoạn gì thì chỉ cần có nàng ở đây thì nàng sẽ đuổi nàng ta ra khỏi cung trước là được. Tới buổi trưa, Cố Dung lại tới đưa thuốc. Mấy ngày gần đây nàng ta luôn bị Lưu tiên sinh tổng tiến công nên nét mặt cũng trở nên rạng rỡ, hồng hào hẳn lên, gương mặt cũng tràn đầy ý cười. Có lẽ là bởi vì xuân tâm dạo dực cho nên tạm thời Cố Dung có hơi lơ là Phó Phu Nhân. Sau khi nàng ta mang thuốc tới cho Phó Phu Nhân thì cũng không tận mắt nhìn Phó Phu Nhân uống xong mà đã vội vàng rời đi. Chén thuốc vừa vặn rơi vào trong tay Trừ Trần Âm. Phó Phu Nhân cầm lấy chén thuốc trước mặt, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đổ vào chậu hoa bên cạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.